Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 9, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Vào lúc 9 giờ sáng 16 tháng 9, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội trợ Trung Quốc, ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc. ASEAN Cabis lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, theo lời mời của chính phủ Trung Quốc. Dự kiến trong chuyến công tác hai ngày lần này, cùng với dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc, ASEAN và Cabis lần thứ 20, thăm khu trưng bày và khu gian hàng thương mại của Việt Nam và các nước, dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ hội chợ, hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp, hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc và các nước tham dự trong đó dự kiến hội kiến Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường, tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Với các hoạt động, sự tham gia của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc, ASEAN và Hội nghị CABIS 20, Việt Nam chuyển tải thông điệp rõ ràng và nhất quán về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa là bạn tốt là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đồng thời khẳng định sự coi trọng quan hệ với trung quốc quan hệ hợp tác asean trung quốc và quan hệ giữa các địa phương doanh nghiệp việt nam với tỉnh quảng tây trung quốc mong muốn tăng cường tin cậy chính trị hợp tác nhiều mặt đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại nhất là thương mại hàng hóa biên giới hoạt động kinh tế cửa khẩu thông suốt giao lưu địa phương nhân dân đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định thực chất hiệu quả trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, bác sĩ Mai Văn 10, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết nhiều bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được xuất viện, tuy nhiên, số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn vẫn còn nhiều. Theo biên bản kiểm tra hôm 13 tháng 9 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam, cơ sở bánh mì Phượng nằm trong khu vực phố cổ, diện tích 97 m2, nền nhà không ngập nước, dễ vệ sinh, tường nhà không ẩm mốc, bảo quản nguyên liệu thực phẩm trong tủ lạnh, tủ đông. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cho rằng việc sắp xếp nguyên liệu thực phẩm chưa còn càng, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Ngoài ra, cơ sở lưu mẫu chưa đủ số lượng món ăn trong một ngày không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi, không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh, thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy, các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh, máy xe thịt, trang thiết bị dụng cụ bảo quản, tủ lạnh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, chưa được vệ sinh. Đại diện tiệm bánh mì Phượng cho biết từ sáng 14 tháng 9, gia đình đã liên hệ với các bệnh viện trên cơ sở danh sách cập nhật từ chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để gặp gỡ thăm hỏi, hỗ trợ 500.000 đồng một người đang nằm viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì phượng. Dịch vụ bắt sâu mắt đang được các spa quảng cáo rầm rộ trên nhiều trang mạng xã hội với công dụng làm sạch mắt, thải độc, giảm ngứa mắt, với chi phí khoảng 200.000 đồng một lần, nhiều người sẵn sàng móc hầu bao. Bác sĩ Hoàng Cương, trưởng phòng công tác xã hội, bệnh mắt trung ương, cho biết thời gian gần đây ông nhận được nhiều câu hỏi của người quen về dịch vụ này của Caspa. Các Caspa các quảng cáo chữa ngứa mắt, cổ mắt lâu ngày do sáng ký sinh, bụi bẩn tích tụ lâu ngày, xác chết vi khuẩn tích tụ trong mắt bằng cách bắt sâu. Theo bác sĩ Cương, trong y học, không có khái niệm sâu mắt, không có bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào để bắt sâu mắt, mắt bẩn, ra dị mắt chủ yếu nguyên nhân là do dị vật bên ngoài vào. Và khi quan sát cách bắt sâu mắt của những nhân viên spa trên video quảng cáo đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, bác sĩ Cương cho rằng, đây là quá trình tàn sát nhãn cầu, cắt nhỏ, bào mỏng nhãn cầu và gây chấn thương thêm chứ không làm sáng mắt, khỏe mắt như quảng cáo. Trong khi đó, một số bác sĩ cho biết loại dung dịch nhiều spa đang dùng để bắt sâu mắt thực ra là tinh dầu của một số loại lá cây như lá trầu không, lá tí tô, hạt mùi, kèm theo chất phụ da tạo mùi khác không rõ nguồn gốc, khi nhỏ vào mắt kích thích mắt tiết ra lớp sợi tơ huyết, kết dính với các chất phụ da, sắc tố của lá cây tạo ra hình ảnh con sâu mắt. Tuy nhiên, mắt là cơ quan nhạy cảm. Việc tự ý đưa thuốc, tinh dầu hay bất cứ thứ gì vào trong mắt có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Trong đó thường gặp nhất là tổn thương kết mạc, viêm nhiễm mắt, sưng đỏ mắt, nguy cơ mù loà khi gặp biến chứng cũng có thể xảy ra. Một nhân viên tại quầy thu đổi ngoại tệ tại nhà ga hành khách T2 nội bài, vừa gửi thư cảm ơn đến nhân viên an ninh hàng không nội bài, vì đã được hỗ trợ nhiệt tình lấy lại được 43 triệu đồng mà một vị khách đổi tiền, đã cầm nhầm lên máy bay chuẩn bị cất cánh. Nhân viên trong câu chuyện trên là chị Trần Thị Nờ sau khi đổi tiền cho một hành khách, chị đã phát hiện một sự nhầm lẫn lớn. Khách hàng đã đổi 1.000 USD thành chấp và sau đó cầm nhầm thêm số tiền trắp tương đương gần 43 triệu đồng, của quầy. Chị Nờ đã ngay lập tức thông báo cho nhân viên an ninh hàng không gần nhất. Trong các trực hôm đó, anh Kiều Huy Hùng, nhân viên an ninh cơ động, trung tâm an ninh hàng không đội bài, đã nhanh chóng xuất hiện và phối hợp chặt chẽ với bộ phận trực hệ thống camera an ninh Họ xác định được người khách này đã lên chuyến bay chuẩn bị cất cánh đi nga. Lực lượng an ninh hàng không nội bài đã báo cáo cảng vụ hàng không miền Bắc phối hợp với công an cửa khẩu nội bài và hãng hàng không để mời người khách này xuống máy bay. Rất may, khách đã hợp tác và sẵn sàng trả lại số tiền đã cầm dầm của quầy. Thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng nay nhảy vọt. Khi vàng SCC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 68,25 triệu đồng một lượng, bán ra 68,95 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 56,5 triệu đồng một lượng mua vào, 57,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Như vậy, giá vàng hôm nay tăng mạnh đối với cả vàng trang sức, vàng nhận lẫn vàng SCC. Diễn biến này đưa vàng SCC tiến sát 69 triệu đồng một lượng. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người lao động, tiếp theo là phần tin quốc tế. Báo BLA Daily hôm 15 tháng 9 chỉ ra những lỗ hổng trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, giám sát tên lửa thông thường và hạt nhân của Trung Quốc. Tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc dẫn lời một lãnh đạo đơn vị thuộc lực lượng tên lửa Trung Quốc, thừa nhận những thiếu sót kể trên. Lực lượng này được yêu cầu đánh giá các khó khăn trong quá trình huấn luyện, chuẩn bị khả năng sẵn sàng chiến đấu hàng ngày, hàng tháng để tháo cỡ những nút thắt. Theo Reuters, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tên lửa quân giải phóng dân dân, một nhánh chiến lược của quân đội Trung Quốc, gần đây thu hút sự chú ý sau khi hai lãnh đạo cấp cao nhất của lực lượng này bất ngờ bị thay thế vào cuối tháng 7 bằng các chỉ huy bên ngoài. Ngoài những lỗ hổng của lực lượng tên lửa, Trung Quốc còn gặp phải tình trạng thiếu nhân sự cấp lữ đoàn, theo Bladeli. Thưa quý vị, Ba Lan, Slovakia, Hungary hôm 15 tháng 9 công bố hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Reuters cho biết động thái trên diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu EC quyết định không gia hạn các hạn chế đối với ngũ cốc Ukraine tại năm nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu EU của Kiev. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm ngoái, làm giảm khả năng vận chuyển sản phẩm nông nghiệp của Kiev ra thị trường toàn cầu. Nông dân Ukraine từ đó phải dựa vào xuất khẩu ngũ cốc qua các nước láng giềng do nước này không thể sử dụng các tuyến đường thuận lợi qua các cảng biển đen. Tuy nhiên, lan sóng ngũ cốc và hạt có dầu tràn vào các nước láng giềng của Ukraine dẫn đến tình trạng giảm giá ở những nơi đó, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân địa phương và khiến các chính phủ này cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Thưa quý vị, không chỉ sở hữu một chiếc đuôi cực dài ở nơi mặt trời không thể chiếu sáng trái đất còn dùng nó để biến đổi một thiên thể khác. Khám phá mới của nhóm nhà khoa học dẫn đầu bởi tiến sĩ Sully, trường khoa học và công nghệ trái đất và đại dương, Đại học Hawaii, Mỹ, có thể giải thích bí ẩn lâu đời về dấu hiệu của nước trên mặt trăng. Theo tờ Spurs, nhóm tác giả phát hiện ra trái đất sở hữu một chiếc đuôi plasma dài và mạnh mẽ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chiếc đuôi này xuất phát từ chính lớp áo giáp đặc biệt của hành tinh, thứ đã bảo vệ bầu khí quyển và muôn loài khỏi bức xạ vũ trụ khắc nghiệt là từ quyển chúng ta có một ngôi sao mẹ hung hẳn liên tục giải phóng năng lượng cao dưới dạng gió mặt trời khi gió mặt trời đập vào từ quyển lá chắn tự tính này biến dạng tạo nên một chiếc đuôi tự tính kéo dài ở mặt ban đêm của hành tinh phát hiện này cung cấp một kiến thức quan trọng giúp định hướng các sứ mệnh tương lai của các cơ quan vũ trụ trên khắp thế giới những người luôn hy vọng hạ cánh được xuống nơi có nước trên mặt trăng nguồn nước quý giá này có thể được sử dụng để biến đổi thành nhiên liệu cho tên lửa tàu vũ trụ cũng như phục vụ các hoạt động sống khác của căn cứ mặt trăng mà nhiều cơ quan vũ trụ đang có kế hoạch xây dựng Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Thanh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.